Xin chào các bạn, cùng trở lại với khóa JavaScript cơ bản tại F8. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau học về khái niệm template literals và chúng ta sẽ học luôn về thằng multiline string này. Thằng này thực ra chúng ta sẽ sử dụng khái niệm số 2 này để chúng ta có thể viết được thôi. Multiline là viết nhiều dòng các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ đưa ra một cái ví dụ như này. Ví dụ như mình có một cái biến là cost name bằng JavaScript. Đó, và mình định nghĩa ra một biến nữa gọi là cái description. Mình muốn cái mô tả này thì nó sẽ bao gồm cái chữ gọi là tên khóa học, cái name thôi, gọi là course name. Đó, và mình sẽ nối với cái tên khóa học ở bên trên. Mình sẽ dùng cái dấu cộng. Ở đây mình viết xuống dòng cho nó dễ nhìn, nó nằm trong cái khuôn màn hình nhá. Đó, nó cũng như là viết một dòng thôi, nằm bởi vì màn hình mình ngắn mà, nên mình viết như này cho dễ nhìn. Mình cần slope này. Đó, cái kết quả in ra đây là course name và JavaScript. Cái đoạn này nó nhảy xuống dòng nhé, không phải là do cái đoạn này xuống dòng đâu nhé, chẳng qua là do cái trình duyệt của mình nó không đủ chỗ hiển thị ấy. Thế này thì mình kéo ra này. Đó, các bạn thấy không? Đó, thì đây là cái cách mà các bạn sử dụng toán tử cộng để các bạn nối chuỗi. Còn khi các bạn sử dụng template string ấy, thì các bạn sẽ không cần phải dùng cái dấu cộng này nữa. Template string nó dùng cái kiểu nội suy, tức là các bạn có thể viết biến vào trong cái cặp mà nháy của nó. Thì template string nó sẽ không dùng cái cặp nháy đơn và nháy kép thông thường như này, mà nó sẽ sử dụng cái cặp dấu kiểu dấu giống dấu huyền này. Cái dấu này nó là cái dấu ở cạnh cái phím bên dưới cái phím ESC, cái phím Escape ở trên bàn phím của các bạn ấy, ở góc trên cùng bên tay trái nó là cái phím ESC. Thì bên dưới cái phím ESC đấy thường nó sẽ là cái phím huyền huyền này các bạn nhé. Thì đây các bạn có thể viết vào là cost name và thằng nội suy bên trong các bạn sẽ dùng cái dấu đô la và dấu mở đóng ngoặc tròn như này các bạn nhé. Mở đóng ngoặc nhọn như này, và các bạn đưa cái biến của các bạn muốn nội suy vào trong này. Đó, nó sẽ có thể nội suy. Nội suy ở đây có hiểu rằng là ở trong chính nó suy ra được ấy, thì chúng ta gọi nó là nội suy thôi. Đó, các bạn thấy không? Kết quả tương tự. Và trong trường hợp mà các bạn lại có thêm một cái biến, ví dụ như là costName2 đi, bằng JavaScript, bằng PHP chẳng hạn. Thì bây giờ ấy, các bạn nối nhiều biến vào, thì các bạn cứ thêm vào đây thôi, cứ thêm một cái là đô la mở đóng ngoặc nhọn vào, dán vào. Đó, do mình viết liền cái đoạn này thế nên là cái chữ JavaScript và PHP nó đang bị dính vào nhau, thì mình có thể thêm một dấu cách vào đây. Đó, hoàn toàn có thể viết rất là tự nhiên trong cái kiểu template string như này các bạn nhé. Thì ở đây các bạn cần chú ý một chút là khi viết template string ấy, thì nó sẽ vẫn có những cái quy tắc khi các bạn dùng cái chuỗi nháy đơn và nháy kép. Ví dụ như cái dấu backslash, tức là cái dấu gạch chéo ngược ấy, backslash đây nhá. Đó, thì bây giờ các bạn muốn viết được cái dấu gạch chéo ngược, các bạn vẫn sẽ phải viết hai lần như này mới ra một dấu gạch chéo ngược các bạn nhé. Hoặc là dấu sượt n nó sẽ là xuống dòng chẳng hạn, đó, new line đấy các bạn nhé. Đó, thì bây giờ giả dụ các bạn nhìn thấy rằng là có cái cú pháp là đô la mở ngoặc như này, nếu thành nó hiểu là đưa biến vào đây đúng không? Thì bây giờ các bạn lại muốn viết một cái chuỗi mà nó có cái ký tự này. Đó, ví dụ như các bạn sẽ viết là gì? Template string nội suy với. Đó, nội suy với, đây là các bạn đang muốn nói cái ký tự này cơ. Thì bây giờ làm thế nào mà nói được, bởi vì nó đang lỗi này. Thì các bạn thêm một cái dấu gạch chéo ngược đằng trước cái thằng này. Đó, thì nó sẽ in ra cho các bạn như vậy. Đấy, nội suy với như này các bạn nhá. Nếu mà thiếu cái dấu gạch chéo ngược này thì nó sẽ lỗi. Thế nên là cứ cái trường hợp mà các bạn muốn thêm những cái ký tự đặc biệt kiểu nội suy trong template string mà nó hiển thị ra được dưới dạng string như này thì hãy thêm dấu gạch chéo ngược đằng trước giúp mình. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái thằng số 3 này là multiline string, là viết nhiều dòng. Thì bình thường ấy, nếu mà các bạn viết đây, các bạn viết như này, const line nhá, mình nghĩ ra một cái line. Bằng cách thông thường thì các bạn sẽ biết rồi là gì? Line 1 này. Sau đó là các bạn sẽ phải thêm cái dấu gạch chéo là new line đấy, gạch chéo ngược và chữ n là new line. Và sau đó là các bạn là line 2. Đấy, line 2. Đấy, như này nó sẽ thành hai dòng. Mình cần slope nhá, cần slope line. Đó, các bạn sẽ thấy nó in ra thành hai dòng đó. Và các bạn khi nó dài quá thì các bạn thường nối chuỗi kiểu này. Đó, ở đây này, enter cộng với new line 2. Đó, sn. Đó. Tiếp theo là các bạn lại enter xuống dòng. Cộng new line 3, chúng ta xuống dòng cộng new line 4. Đó, mình đang dùng cái template, mình đang dùng cái packet là tab 9 nhá, nên nó gợi ý nó rất là thông minh này, tự nó hiểu cái ý đồ của mình định viết cái gì tiếp ấy, nó tự gợi ý như vậy. Cái thằng này này, tab 9, đó, các bạn tự search vào trong cái extension của VS Code để cài nó nhá. Đó, rồi, thì đây là cái cách mà các bạn có thể dùng viết thông thường, multiline string theo cách thông thường. Thì khi dùng template string thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Các bạn dùng template string này, và sau đó là các bạn viết là line 1, enter, line 2, enter, line 3. Đó,
là nó đã xuống dòng rồi các bạn nhé. Thì cái này nó khá là phù hợp trong cái trường hợp mà các bạn muốn default value là một cái chuỗi ký tự cho một cái editor chẳng hạn, cho một cái text editor ấy, thì nó sẽ giữ được đúng cái format cho các bạn nhé, hoặc là những cái thẻ text arrow các thứ ấy mà dùng template string để truyền giá trị cho nó thì nó sẽ giữ được đúng cái format giống như cái việc mà các bạn viết như này. Ok, thì đây là về khái niệm template string các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ kết thúc video này tại đây. Xin chào các bạn và gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.